Giới tiên tri nhận định tuổi tác Tuất 1994 trong tháng 6 năm 2022 đến thời thoát khổ do đất đố đổ vách. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát, và thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của top 12 con giáp, con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy mà những người tuổi Giáp Tuất đa số là họ sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Những người tuổi này thì có rất nhiều những ước mơ và hoài bão, ý chí lớn và họ không bao giờ ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau, chắc chắn với những người có bản lĩnh và tính cách như vậy thì họ sẽ có rất nhiều những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Giáp Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Giáp Tuất vẫn sẽ có cơ may thất lên như là diều gặp gió trong tháng 6 âm lịch năm 2022 này. Và hơn nữa, trong năm nay thì lại được cục diện tăng hợp với thái tuế của năm. Nên trong năm 2022 nhâm dần thì những gia chủ tuổi Giáp Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần, mà từ đó vận trình công việc được hanh thông thuận lợi. Con giáp này được lộc từ thần tài trực tiếp ban xuống. Và để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Giáp Tuất 1994 trong tháng 6 âm lịch này thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tính cách của những người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn đầu hỏa khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ đối với đối phương. Con giáp này cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất của những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần phải tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất kỳ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Xem tử vi tháng Đinh Mùi năm 2022, các bạn Giáp Tuất đa phần đều đã có cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp nhiều nên rất dễ bị lừa gạt, lợi dụng. Sau đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Đối với các cặp đôi, bạn có thể sẽ phải yêu xa, cho nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách địa lý giữa hai người có là bao xa, chỉ cần cả hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng và chân thành, thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp đinh âm hỏa nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Giáp Tuất, và nếu có cơ hội tốt thì cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp con vận, xem tử vi năm 2022. Cuộc sống của Giáp Tuất có khá nhiều biến động, gia chủ làm quen với môi trường công việc mới, khó tránh vận khí trồi sụt thất thường, cần học cách đối mặt với chuyện không như mong muốn, qua đó bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Quan hệ xã giao không lý tưởng, gia chủ cần phải mở lòng hơn trong giao tiếp với mọi người, đồng thời không nên chấp nhận người khác vì những sự cố không ai mong muốn xảy ra. Nếu vẫn còn đang đi học cao lên, bản mệnh nên tập trung vào nhiệm vụ chính của mình, tránh tình trạng bị bỏ bê, lơ là học tập, nếu không dễ phải thị phi cũng như là phải thi lại học lại, bị kiểm điểm, khiển trách. Với nhiều người thì đây chính là thời điểm để bạn cọ sát với môi trường mới. Hãy có thái độ khiêm tốn lắng nghe những lời góp ý của mọi người xung quanh, đồng thời có cách đối nhân xử thế thích hợp. Năm nhâm dần 2022, thái tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi tuổi Tuất cho thấy, gia chủ không gặp phải vấn đề gì lớn trong chuyện tiền bạc trong tháng này, bởi vì ngoài thu nhập từ công việc chính, bạn còn có những khoản thu phụ khác. Tuy nhiên, bạn cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, không nên phung phí cho những thứ đắt đỏ không cần thiết. Bạn cũng có thể bắt đầu kiếm tiền nhờ những công việc ngoài giờ hoặc làm thêm.
mức lương ban đầu thường không cao nhưng bạn sẽ học được nhiều kinh nghiệm đáng quý. Với những bạn đã đi làm trong tháng này sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này chuyện làm ăn khó bề phất lên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng này, bản mệnh không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, tuy nhiên cần chú ý chế độ ăn uống và sinh hoạt sao cho điều độ, như vậy mới có đủ tinh thần sức lực để bắt tay vào công việc hoặc học hành. Người trẻ tuổi cần tránh đến những khu vực nguy hiểm như sông nước, nơi u ám vắng người để tránh những sự cố không đáng có. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân thường khá rụt rè, thiếu tự tin nên không có nhiều cơ hội để kết đôi. Tuy nhiên bởi vì bạn vẫn còn trẻ tuổi nên đây không phải vấn đề quá lớn. Một số bạn vẫn đang hài lòng với tình trạng hiện tại nên cũng không chủ động mở lòng với người khác. Trong gia đình, mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái hoặc là giữa anh chị em trong nhà sẽ khiến bạn phải phiền lòng giải quyết. Cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác. Không nên quá bướng bỉnh, bắt người khác phải chiều theo lòng mình, kẻo khó được an ổn về tinh thần. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Giáp Tuất trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 6 năm 2022, tức ngày 2 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Vĩnh Thìn, có nạp âm Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 6 năm 2022, tức ngày 14 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Thìn, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 6 năm 2022, tức ngày 26 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Canh Thìn, có nạp âm Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cắt lành. Khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất, trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 6 năm 2022, tức ngày 1 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Ất Mão, có nạp âm Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 6 năm 2022, tức ngày 13 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Đinh Mão, có nạp âm Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 25 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mão, có nạp âm Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã phân tích xong về phần tử vi.
của quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng 6 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.